Em tên là Nguyễn Trọng Cương, em đang học ở BA 110. Baylor Business School, lúc trước mình đã học theo ngành quản trị kinh doanh và sau đó hả? Nói chung là em thấy cái môi trường học ở trên khâu thì đa số là vừa có học và vừa có dùng cái cách áp dụng thực hành và kết hợp với học đó, và em có thể được thực hành ở trong như kitchen và em được làm bên shop Việt của Four Seasons. Dạ, thì em thấy thì quá trình vậy, nếu những mà như về cái equipment của trong kitchen thì nếu như mình không biết thì mình có thể hỏi, nhưng mà hỏi một phần nào đó thôi và bắt buộc mình phải học ở trong cái mua đồ của trên cái website của trường để mình biết về những cái phụ kiện của về bếp, để mình biết và mình khi mấy cái chef ở trong đó hỏi thì mình có thể mình lấy được những cái đó cho đúng và mình đáp lại những cái yêu cầu của ông chef yêu cầu. Thì một tuần là em thực hành vào nếu mà đầu tiên á, ngày bắt đầu tiên là em thực hành vào ngày thứ bảy chủ nhật thứ hai, nhưng mà những cái tuần kế tiếp là em chỉ thực hành vào ngày đúng có ngày thứ hai. Mỗi tuần tụi em thực hành có một ngày trong bên kitchen. Thì khoảng thời gian đầu thì nói chung là trông vui, nhưng mà đối với em thì ở trong bên khỏe nhất là ở trong cái production kitchen. Thì ở trong đó thì chỉ cắt những cái như vegetable với pepper hay apple juice này, fruit này kia thôi. Còn nếu mà cực nhất là ở trong bên training kitchen là làm những cái món ăn, và nếu mà không đúng thì có thể bị mấy ông sếp nói hơi mệt xíu, nhớ nhức đầu xíu. Thì em cái đó em không biết, nhưng mà đó tại vì cái hội biểu của trường đã sắp cho cái lớp em học làm sao, tại vì thường là đối với trường này là tuần đầu tiên là cái khóa học đầu tiên của bên trường là nó cho những lớp như BA 2, 4, 6 and mấy cái số chẵn là cho là bên kitchen đầu tiên, rồi những cái số lẻ như lớp của Nguyên là cho bên Kowalak với số Việt đầu tiên. Không, em thấy thì cái đó là bắt, nếu mình đã chọn vô cái ngành này là mình phải biết cái trước, cái gọi là mình phải sẵn sàng những cái tâm lý, cái chuyện gì xảy ra mình phải chấp nhận, mình đón tiếp nó. Em thấy ví dụ như lúc đầu thời gian đầu qua thì giờ em cũng nghĩ là khó khăn về ngôn ngữ hay này kia, nhưng mà thật sự là em không qua thì em cũng đã học bên như bên ở dưới trường Hiêm thì anh Văn nói chung là không phải gọi là giỏi, nhưng mà em đủ có thể khả năng em giao tiếp với ở trên trường trên kia được. Thì lúc cái khoảng thời gian đầu thì em cũng ở bên Việt Nam thì em cũng có suy nghĩ tới, nhưng mà cái lúc mà đã qua bên đây mình học thì rồi cái tự nhiên mình thấy cái vấn đề nó không có quan trọng. Quan trọng là mình có sẵn sàng cái tâm lý mà mình để mình nói chuyện với người ta hay không. Em thấy thì đã học vô rồi là mình thấy tự nhiên mình thấy cái anh Văn mình nó cải thiện rõ khi là đã mình qua một cái đất nước mới. Dạ em đi làm ở trong kitchen thì nó phát cho em những cái đồng phục của nó vẫn có, mà bắt buộc đúng quy định mới được vô. Ví dụ như anh trong đó thì nó phát cho anh một cái đồ để mình quấn dòng người mình, với lại về với một cái tháp để mình vào, với một cái khăn để mình có gì mình lau tay, nếu mà mình không có đó không được vô lớp, là coi như một trễ hoặc không có đó là mình bị absent một ngày. Mà trong cái trình mà anh absent từ 4 tiếng tới 6 tiếng là anh bị warning letter. Rồi từ 6 tiếng trở lên anh bị absent nữa là anh bị fail môn đó 50%. Thì em thấy thì càng ngày thì nói chung là thấy càng ngày càng ốm. Không có muốn mập lên được xíu để cho mặc quần áo lại, tại lúc trước là bên Việt Nam cũng hơi mập mập xíu. Nhưng mà từ lúc qua đây càng càng ốm quần áo, giờ bên Việt Nam em mang qua đây nói chung là không thể mặc vừa được nữa. Có đôi lúc em phải mua những cái áo hay những cái quần mới để em mặc để cho đi học rồi. Nhưng mà đa số mấy nay là toàn bộ em mặc đồ của ở trường. Tùy lúc, có lúc thì nó rất lạnh, có lúc nó ấm y chang như bên Việt Nam mình vậy. Nhưng mà cái nắng của bên đây nó lúc mà ra đường thì nó rát hơn bên Việt Nam mình xíu. Em thấy môi trường ở đây là về không khí là nói chung là không phải
đừng nói tới luôn, nói chung là rất là sạch, chứ vậy không cái cách sống rồi với nó bảo vệ môi trường rất là tốt. We'll be right back.